Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Chromebook. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị tiếp xúc cử tri tại các xã Bưng Rang, Chư Né, Esin, Chư Bâng sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện và Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Công an huyện tổ chức tập huấn bồi dưỡng công tác đảm bảo an ninh trật tự cho công an viên bán chuyên trách. Diễn đàn đối thoại Đảng với thanh niên với Đảng năm 2023 tại xã Esin. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 21 và 22 tháng 2, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã Bưng Rang, Cư Né, Esin, Chư Bâng đã chủ trì các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng Nhân dân các xã sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện và Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 21 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bưng Rang tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Krumbuk đã báo cáo trước cử tri Bưng Rang kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện Krumbuk khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Bưng Rang cũng đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân xã khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện và Hội đồng Nhân dân xã. Đồng thời, hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để cử tri xã Bưng Rang nêu lên ý kiến kiến nghị. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề chủ yếu như vệ sinh môi trường, ý thức của một số người dân chưa cao, vẫn còn hiện tượng bỏ rác thải không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan chung. Băn khoăn của cử tri về việc canh tác các loại cây trồng nông nghiệp, xây dựng hội trường thôn, vấn đề đảm bảo an toàn giao thông dọc tuyến quốc lộ 14, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, an sinh xã hội. Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Krumbuk ứng cử tại địa bàn xã Bưng Rang, Thường trực Hội đồng Nhân dân và lãnh đạo Ủy ban dân xã Bưng Rang đã giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các ý kiến khác để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trả lời cho cử tri địa phương trong thời gian tới. Sáng ngày 21 tháng 2, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện ứng cử tại địa bàn xã Esin đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12 và Hội đồng Nhân dân xã khóa 4 nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, hơn 50 cử tri xã Esin về tham dự đã được nghe đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện thông báo về kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12 và nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Esin báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 và kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân xã khóa 4 nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi nghe báo cáo, cử tri của xã Esin bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện và khẳng định sự tin tưởng, ủng hộ các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tại buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri của xã đã thẳng thắn kiến nghị với các đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp hơn 30 nội dung về một số vấn đề như công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm, cần đầu tư nâng cấp sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã, tu bổ nâng cấp hệ thống nước sạch để người dân xã Esin được sử dụng, xem xét đầu tư hệ thống lưới điện quốc gia tại xã Esin. Hiện nay còn 3 buôn trên địa bàn chưa có điện lưới quốc gia đang phải sử dụng hệ thống điện tư nhân, nguồn điện không đảm bảo cung ứng đủ cho người dân sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Việc thu hút nguồn nhân lực để phát triển kinh tế, công tác xóa nhà tạm cho người dân vẫn chưa được quan tâm đúng mức, dịch vụ y tế còn gặp nhiều khó khăn. Các kiến nghị của cử tri đã được đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, lãnh đạo xã Esin trực tiếp giải đáp. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi nhận, tổng hợp, trình Ủy ban dân huyện chuyển đến các ngành chức năng xem xét giải quyết, sớm trả lời cho cử tri trong thời gian tới. Chiều ngày 21 tháng 2, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện ứng cử tại địa bàn xã Chư Né đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Buôn Rao, xã Chư Né. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nêu lên ý kiến kiến nghị về vấn đề tồn tại ở địa phương như trạm trộn bê tông xây dựng điện gió đã hết hợp đồng, nhân dân muốn đơn vị chức năng phục hồi lại đường giao thông đã xuống cấp tại Buôn Rao. Một số cử tri mong muốn có kinh phí sửa lại nhà cộng đồng để sinh hoạt và làm nơi học tập cho trẻ em. Cần làm rõ các khoản đóng góp tại các trường học cũng như mong muốn được chuyển giao khoa học kỹ thuật để người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Ngay sau khi ghi nhận những ý kiến của cử tri, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc và lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Chư Né đã giải đáp thỏa đáng những kiến nghị của cử tri. Những nội dung vượt quá thẩm quyền sẽ được đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đề xuất tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện trong thời gian tới. Sáng ngày 22 tháng 2, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ứng cử trên địa bàn xã Chư Bâng và đại biểu Hội đồng nhân dân xã Chư Bâng đã có buổi tiếp xúc với cử tri địa phương sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa 12 và Hội đồng nhân dân xã khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Sự hội nghị có đồng chí Hờ Sơn Nie, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ứng cử trên địa bàn xã. Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Krông Búc báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện Krông Búc khóa 12. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Chư Bâng báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân xã khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, cử tri được nghe Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chư Bâng thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân huyện sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tham dự buổi tiếp xúc cử tri cũng đã dành thời gian để thu thập, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng và kiến nghị của cử tri. Đã có 14 cử tri của xã Chư Bâng phát biểu với 39 nội dung ý kiến được nêu lên tại hội nghị. Ý kiến cử tri đề cập đến các vấn đề chủ yếu như tiến độ thi công xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trang thiết bị y tế của trạm y tế xã còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu của người dân. Vẫn còn hiện tượng lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán, vệ sinh môi trường bị ảnh hưởng. Ý kiến của cử tri cũng đã được đại diện Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Krông Búc ứng cử tại địa bàn xã và lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Chư Bâng giải trình đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các ý kiến khác để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời cho cử tri địa phương trong thời gian tới. Sáng ngày 21 tháng 2, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chư Né tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Hội đồng nhân dân xã với cử tri thôn E Cung, Buôn Thía 1, Buôn Thía 2. Tại buổi tiếp xúc cử tri các đại biểu Hội đồng nhân dân xã Chư Né nhiệm kỳ 2021-2026 đã ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri ở nhiều nội dung như tệ nạn xã hội tăng, trong đó ảnh hưởng trực tiếp đến thanh niên, cần được xử lý. Tình trạng thanh niên lạng lách, nẹt bô, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Các công trình nước sạch chưa được sử dụng hiệu quả, đường giao thông nông thôn cần được xây dựng để nhân dân đi lại. Và một số ý kiến khác xoay quanh vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Chư Né đã giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri và hứa sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo đúng chức năng quyền hạn của mình. Vừa qua, Công an huyện Krông Búc tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng công tác đảm bảo an ninh trật tự cho công an viên thôn buôn bán chuyên trách năm 2023. Đợt tập huấn diễn ra trong 2 ngày, từ 16 tháng 2 đến 17 tháng 2 năm 2023. Tham gia lớp tập huấn, lực lượng công an viên thôn buôn bán chuyên trách trên địa bàn toàn huyện sẽ được tập huấn phổ biến quán triệt các chuyên đề về khái quát lịch sử hình thành và phát triển của lực lượng công an nhân dân và chức năng nhiệm vụ của công an. Chuyên đề về một số vấn đề cơ bản trong tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở, tổ chức và hoạt động của công an xã, tiếp cận một số nội dung cơ bản về pháp luật, pháp chế và công tác tuyên truyền luật, việc phát huy quyền làm chủ, thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, công tác phòng chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, các vấn đề cơ bản của an ninh nông thôn, công tác xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình hiện nay, công tác phòng chống tệ nạn ma túy, công tác dân vận, công tác quản lý đối tượng giáo dục những người có hành vi vi phạm pháp luật tại cơ sở. Sáng ngày 22 tháng 2, đoàn xã Ea Xin tổ chức diễn đàn đối thoại đảng với thanh niên với đảng năm 2023 với chủ đề phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên ưu tú. Tại buổi đối thoại, nhiều đoàn viên thanh niên xã Ea Xin đã nêu các đề xuất kiến nghị đối với đảng ủy xã quan tâm tới các lĩnh vực như công tác đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm tại chỗ cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã, tư vấn hỗ trợ thanh niên phát triển các mô hình kinh tế,
mong muốn Đảng ủy xã có định hướng cụ thể, quan tâm hơn nữa đến các hoạt động, các phong trào của thanh niên, nâng cao vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt là lực lượng đoàn viên trẻ hiện đang làm ăn sinh sống tại địa phương. Bên cạnh đó cũng cần đẩy mạnh việc tìm kiếm, phát hiện lực lượng đoàn viên thanh niên ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng. Các vấn đề đoàn viên thanh niên đặt ra đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy xã giải đáp, trả lời rõ ràng, cụ thể, đồng hành và hỗ trợ thanh niên trên mọi lĩnh vực. Cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể của xã Hải Sinh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, cũng như tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận khoa học kỹ thuật, tham quan các mô hình làm kinh tế giỏi để phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng và phát triển địa phương. Tại buổi đối thoại, đoàn xã Hải Sinh đã trao danh sách hơn 10 đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy xã để Đảng ủy xem xét tiến hành giới thiệu kết nạp Đảng, đồng thời phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã tặng quà cho 2 gia đình khó khăn có thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krung Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.